Hà Nội là nằm trong sông. Dòng chảy của con nước nay đã được thay thế bằng dòng chảy của con người. Tâm tư Hà Nội được phô bày một cách lặng lẽ đến mức người ta luôn nghĩ nó cũ và chậm. Liệu thực sự bạn đã hiểu Hà Nội chưa? Lãng mạn, cực đoan, lộn xộn, hay điên. Hà Nội không vội, nhưng cũng chẳng biết nửa vời. Ở đây, mọi thứ đều diễn ra trên đường phố, sinh hoạt, mưu sinh, giải trí và cả yêu. Hà Nội mang nhiều nét mặt cho một khuôn mặt, mang nhiều vẻ đẹp cho một vẻ đẹp tổng thể. Nhưng người Hà Nội luôn làm mọi thứ theo cách của riêng mình. Sự riêng biệt tạo thành các mảng miếng độc lập khiến nhịp sống Hà Nội lắm lúc lộn xộn, nhưng có khi lại dịu dàng như một giấc mơ trưa. Giấc mơ ấy miên man và lãng mạn. Người Hà Nội trong mơ chẳng nhìn thẳng, chẳng nhìn ngang, cũng chẳng nhìn dọc, mà nhìn nghiêng để thấy trong sự đa dạng vẫn giữ chắc một mạch thống nhất không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Em có mơ về Hà Nội cùng anh, mơ chữ tình in bóng phố hàng xưa, mơ chữ tình in lòng người chưa cũ. Muôn năm rồi, muôn năm nữa, cho dù muôn chữ tình chẳng thể nào phôi pha. Tính lãng mạn vẫn luôn là biểu tượng của nơi đây. Nhưng người Hà Nội sử dụng nó như một kỹ năng. Hà Nội hôm nay không chỉ nói mãi về những điều cũ, một cục lão hóa ngược vẫn diễn ra đâu đó trên những con phố, cho thấy nguồn năng lượng tươi mới của văn hóa đại chúng thế giới đang len lỏi trong nhịp đập của người Hà Nội. Từ xa văn hóa ngàn năm là chìa khóa mở ra cánh cửa mới cho người người lớp lớp tiến lên. Hà Nội hôm nay không còn là yếu tố truyền cảm khiến người ta sáng tạo duy nhất một lối, mà trở thành yếu tố gợi cảm để người nghệ sĩ sáng tạo muôn lối. Tự hào Made in Việt Nam, Beat It Hunter Street.